Xin chào tất cả mọi người, xin chào các anh, các chị, các cô, các chú, các bác. Thì xin tự giới thiệu, em là Tài, chủ của trang trại Nhung Hiêu Sao Tín Tài tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Thì trang trại Tín Tài thì mọi người cũng biết rồi, thì trang trại là tập trung chủ yếu cái phát triển cái sản phẩm Nhung Hiêu tươi này là cũng được gần 20 năm nay, tính từ thời ông bà, bố mẹ cũng đã nuôi rất là lâu rồi. Thì đến nay thì phát triển cũng rất là lớn, và cái sản phẩm Nhung Hiêu tươi này của trang trại thì là vận chuyển toàn quốc được nguyên cặp như thế này mọi người nhé. Thì hôm nay thì cũng chuẩn bị vào mùa, đây là cũng gần đến cái mùa rộ của Nhung. Đây là cái khu chuồng mà mọi người thấy, đấy là những cái con hiêu nó đang bật nắp và bắt đầu nó lên những cái cặp Nhung nhỏ trước, nó đang chuẩn bị đến ngày thu hoạch. Đấy, hiện tại thì một tuần trang trại Tín Tài là vẫn đang có là 2 đến 3 cặp cắt, và cái khu trại này là những cái cặp là cũng chưa được cắt đâu mọi người nhé. Thì cái video ngày hôm nay ấy, Tài vẫn làm thường nhật như mọi năm thôi. Đấy, thì để những cái cặp Nhung này sau đến ngày thu hoạch, để cho các anh, các chị, cô chú bác mà biết đến trang trại Tín Tài để đặt mua, thì Tài sẽ làm những cái video vào cái dịp cuối năm như này để thông báo cái giá hiện tại của cái Nhung Hiêu tươi sắp tới. Đấy, và hiện tại mọi người nhé, cái video này thì hiện tại Tài sẽ thông báo cái giá mà Nhung Hiêu tươi năm 2023. Đấy, thì cái Nhung Hiêu mà đến thời điểm hiện tại thì Tài khẳng định rằng là cái tác dụng của nó mang lại, nó không phải là cái việc quảng cáo nữa, mà là nó đã thành tiếng lành đồn xa, và nó có cái sự chứng minh bởi lịch sử là hàng ngàn năm về trước cơ. Tức là trước đây ấy, thì cái Nhung Hiêu nó được sử dụng để bồi bổ cho vua chúa, các vị quý tộc được sử dụng trong hoàng cung. Đấy, tức là chỉ vua chúa mới được sử dụng thôi. Và đến thời bây giờ thì cái sản phẩm này vì rất là tốt nên trang trại Tín Tài đã gây dựng và phát triển đến tầm giờ, và cũng đã phổ rộng giống cũng đi rất là nhiều nơi. Vì vậy nên là đối với cái Nhung Hiêu để sử dụng thì bây giờ nó không phải là quá xa lạ đối với mọi người nữa. Nếu như mà mọi người làm công việc bình thường thôi cũng có thể chi ra một tháng lương để chúng ta đầu tư cái sức khỏe cho mình cả đời. Một cái cặp Nhung này nói thật là nếu như sử dụng thì nó sẽ giúp cho sức khỏe chúng ta tốt lên cả đời đấy. Nó rất là tốt mọi người nhé. Đấy, thì mỗi cặp Nhung như này thường khi trang trại Tín Tài cắt ấy, thì nó sẽ dao động từ 5 lạng đến khoảng 1 cân 3 một cặp. Dao động từ 5 lạng đến khoảng 1 cân 3 một cặp nhé. Và con nào có dương tính nó trội lắm thì nó mới được cặp hơn 1 cân thôi, có thể lên đến 1 cân rưỡi cũng có. Còn chung chung là từ 5 lạng đến 9 lạng là nhiều. Thì cái giá hiện tại của Nhung Hiêu tươi ấy, trang trại đang cung cấp hiện tại nha mọi người, là 1.590.000 một lạng. Đấy, thì mọi người cứ nhân lên theo khối lượng, thì mỗi cặp nó dao động từ 5 lạng đến khoảng 1 cân 3. Thì tức là mỗi cặp nó sẽ dao động khoảng từ 8 triệu đến hơn 10 triệu một cặp, tùy theo khối lượng mọi người nhé. Đây là cái máng ăn của hiêu mà Tài cũng muốn quay lại cho mọi người xem. Cái con hiêu này khi mà quy mô nuôi ấy, ở trang trại ấy, đến lúc cho nhung thì phải quay lại chuồng như này, nếu không là nó sẽ húc nhau và gãy nhung. Và cái thức ăn nó hoàn toàn là thức ăn xanh, và trang trại có bổ sung cái thức ăn tinh bột, ví dụ như ngô, gạo, thì cũng chỉ chiếm trong vòng 20% trở lại, nó không quá nhiều. Và để cái nhung hiêu này nó tốt và nó lên được ấy, thì trang trại cũng sẽ phải đa dạng cái thức ăn xanh lên, tất cả các loại rau củ quả lá rừng thì trang trại là cho ăn rất là đa dạng để cái nhung nó được tốt và nó cũng lên được tốt hơn. Đấy, thì cái giá Tài cập nhật như vậy thì mọi người, anh chị, cô chú, bác nào mà còn muốn tư vấn thêm ấy, thì cứ liên hệ với trang trại qua hai số điện thoại là 0966 592 159 hoặc là 0903 291 899 để trang trại được tư vấn kỹ hơn. Cả hai cái số điện thoại này thì trang trại Tín Tài đều có sử dụng Zalo mọi người nhé. Mọi người nếu như mà đang tìm hiểu nhưng mà chưa quyết định mua luôn thì cứ add Zalo của trang trại lại,
nhắn tin với trang trại để trang trại có một ngày để trang trại tư vấn kỹ hơn, và một ngày nào đấy mọi người quyết định mọi người mua chẳng hạn. Thì đây mọi người ạ, đây là những cái cặp nhung mà trang trại Tiến Tài cắt trong ngày và chuẩn bị làm ngâm những cái bình nhung hiêu ngâm rượu sẵn ấy. Trang trại có ngâm những cái bình sẵn là 2,7 lít để mọi người có thể sử dụng được luôn. Thì đây là nhân sâm tươi Hàn Quốc mà trang trại chuẩn bị làm ngâm. Những cái cặp nhung này thì Tài muốn quay lại để cho mọi người xem là những cái cặp nhung mà khi mà thu hoạch nó sẽ như thế nào, nó sẽ tầm này mọi người nhé. Trong đây là có cặp 6 lạng này, cặp 1 cân mốt này và cặp hơn 7 lạng. Đấy, thì cái sản phẩm nó cắt ra sẽ như này, trang trại sẽ bịt cái vết cắt lại và giữ tươi bằng hộp xốp và giữ lạnh bằng cái đá gheo là đá chuyên dùng cho hàng không ấy, gửi đến toàn quốc được. Là khi mọi người nhận là chắc chắn là cặp nhung sẽ đang còn tươi nguyên như thế này luôn. Hướng dẫn mọi người tự tay mọi người làm lông, làm sạch để chúng ta ngâm rượu này, ngâm mật ong này. Đấy, thì chúng ta sẽ yên tâm nhất về cái chất lượng. Có một câu hỏi rất nhiều các anh, các chị, cô chú, bác gọi đến là có sợ hàng giả hay không? Thì ở video này thì trang trại cũng trả lời luôn nhé mọi người. Hàng giả thì mọi người phải lưu ý đến, nó chỉ có thể làm được khi ở dạng khô mọi người nhé. Dạng khô thì chúng ta chưa biết được cái nhung hiêu nó như thế nào, thì có rất nhiều các cái để có thể làm giống cái dạng khô được. Vì vậy nên khi mà mua cái nhung hiêu khô thì mọi người hãy lưu ý cẩn thận, chọn những đơn vị uy tín để mọi người mua đấy, tại vì vì khô thì mới có thể làm giả được. Còn mà khi mọi người muốn yên tâm nhất thì mọi người hãy liên hệ với trang trại và lấy cái cặp nhung hiêu tươi nguyên như này về. Trang trại sẽ hướng dẫn mọi người tự tay làm ở nhà, rất là dễ thôi, rất là đơn giản. Thì chúng ta sẽ không phải lăn tăn về vấn đề là lo cái nhung hiêu nó không phải chuẩn, không phải là hàng thật nữa. Đây là khi mà các cặp nhung mà trang trại làm xong thì trang trại sẽ thái ra như thế này để mọi người thấy cái lát nhung ấy. Tài cũng nói luôn nhé mọi người, ở cặp nhung thì ở đoạn đầu thì nó sẽ mềm, mọi người thái được bình thường như thế này, nhưng mà đến đoạn gốc nó sẽ hơi cứng một chút, thì chúng ta phải dùng những cái dao nào chặt được gà chúng ta mới sắt lát được. Bao giờ cũng thế, đoạn đầu sẽ hơi mềm và đoạn gốc sẽ hơi cứng, và trang trại sẽ dùng cái máy sắt lát để sắt lát được dễ hơn. Thì video Tài làm đến đây thôi. Đây là một cái video cập nhật giá mới nhất của trang trại. Cảm ơn mọi người đã đón xem video. Để ủng hộ trang trại thì mọi người vui lòng hãy ấn like hoặc chia sẻ video để nhiều người biết đến cái sản phẩm này hơn. Xin chào. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem video của trang trại Nhung Hiêu Sao Tín Tài. Thì để ủng hộ trang trại thì mọi người hãy vui lòng ấn like hoặc chia sẻ video để cái sản phẩm Nhung Hiêu của trang trại là nhiều người biết đến hơn. Và đừng quên hãy ấn vào nút đăng ký kênh ở bên góc dưới màn hình bên tay phải để theo dõi những video mới nhất mà trang trại Tín Tài thường xuyên cập nhật về cái sản phẩm Nhung Hiêu tươi này. Thì sản phẩm Nhung Hiêu tươi này thì trang trại là cắt và chuyển đi tươi nguyên cặp này đi toàn quốc, nên là mọi người ai có nhu cầu một lần nữa thì vui lòng hãy để số điện thoại ở bên dưới video này, trang trại là sẽ tư vấn kỹ hơn cho mọi người, hoặc hãy liên hệ với trang trại qua hai số điện thoại là 0903 291 899 hoặc là 0966 592 159. Cả hai cái số điện thoại này thì trang trại đều có sử dụng Zalo, nên mọi người có thể add Zalo, trang trại Tín Tài sẽ tư vấn kỹ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin cảm ơn.